báo cáo viên giảng viên chính trong cái ngày hôm nay là thầy Nguyễn Quốc Chính, để chúng ta nắm rõ hơn và hỗ trợ cho học sinh trong cái thời gian tới. Một lần nữa thì xin thay mặt cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, cũng như quý thầy cô của tỉnh Hậu Giang vô cùng cảm ơn hai trường, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Trường Đại học Kiên Giang đã hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Sau đây thì chắc là em trân trọng kính mời thầy Nguyễn Quốc Chính, thầy sẽ có cái phát biểu khai mạc cũng như là tập huấn. Xin trân trọng kính mời thầy. Vâng, rất là cảm ơn thầy Hòa. Vâng, trước hết thì tôi cũng xin đại diện cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm khảo thí thì xin cảm ơn Trường Đại học Kiên Giang cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã tin tưởng đã mời chúng tôi đến đây để cùng trao đổi với cả quý thầy cô về cái kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong phần trao đổi này tôi sẽ chia làm hai phần chính. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu những cái đặc điểm cơ bản nhất của cái kỳ thi này, mục tiêu của nó là như thế nào, rồi cái quá trình mà xây dựng và phát triển, cũng như là một số những cái thông tin cụ thể của cái kỳ thi năm 2022, làm thế nào để cho các thí sinh, các học sinh của chúng ta biết thông tin và tham dự và sử dụng cái kết quả kỳ thi này một cách tốt nhất. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai sẽ mang tính chuyên môn một chút để có khả năng giúp cho các thầy cô giáo nắm thông tin và từ đó chuẩn bị cái việc mà hướng dẫn học sinh mình là ôn tập rồi tiếp cận với việc học tập như thế nào để phát triển năng lực trong quá trình học, cũng như là để mà đạt cái kết quả thi tốt trong cái kỳ thi trung học và kỳ thi đánh giá năng lực. Thì phần thứ hai chúng tôi sẽ nói về cấu trúc đề thi, rồi cái cách triển khai của các đặc thù của từng cái nhóm câu hỏi, làm thế nào để các học sinh tiếp cận cách tốt nhất. Và như vậy thì tôi sẽ chia làm hai phần cụ thể như thế. Và giữa hai phần thì chúng ta sẽ có sau mỗi một phần thì chúng ta sẽ có phần trao đổi thảo luận. Và rất là mong quý thầy cô là sau khi nghe những nội dung mà tôi trao đổi thì các thầy cô trao đổi ngược trở lại những vấn đề gì các thầy cô muốn làm rõ hơn, những cái vấn đề gì mà các thầy cô cảm thấy thắc mắc và góp ý thêm cho cái kỳ thi thì chúng ta sẽ trao đổi. Thì trong quá trình trao đổi các thầy cô có thể dùng bật micro và mình trao đổi trực tiếp, hoặc là các thầy cô có thể trao đổi thông qua cái khung chat, tức là những cái ý kiến gõ trên khung chat và chúng tôi cũng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó. Vâng, như vậy sẽ gồm hai phần. Tôi sẽ nói về cái phần đầu tiên trước, đó là cái kỳ thi đánh giá năng lực nó là gì, đặc điểm nó là làm sao và nó triển khai cụ thể như thế nào trong năm 2022. Tôi xin phép được chia sẻ cái màn hình để trao đổi rõ hơn. Tất cả những cái nội dung mà tôi chia sẻ trong cái slide này thì sẽ được gửi đến các thầy cô. Tất cả cái slide của tôi sẽ gửi cho cô Diễm ở Đại học Kiên Giang, và Kiên Giang sẽ gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo Đại Hậu Giang để tất cả các thầy cô đều có cái bản của tôi đã chiếu như thế này. Vâng, như vậy tôi đang chiếu, các thầy cô chắc là thấy cái slide tôi chiếu rồi đúng không ạ? Dạ thấy rồi thầy ơi. Vâng, tôi xin bắt đầu. Như vậy thì kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cái quá trình hình thành rồi xây dựng rồi cái kết quả thực hiện nó như thế nào, tôi xin trao đổi. Cái đầu tiên là mục tiêu của kỳ thi này là gì, cái quá trình xây dựng nó ra làm sao, kết quả hoạt động, tôi sẽ lược lại một số những kết quả hoạt động từ năm 2018 đến năm 2021 để các thầy cô nắm thông tin và hiểu thêm về kỳ thi, cũng như là để giúp cái sự tin tưởng của kỳ thi nó tốt hơn. Và cuối cùng là cái phần về kế hoạch của năm 2022. Thứ nhất, cái mục tiêu của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia nó nhằm ba cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất là giúp cho Đại học Quốc gia tuyển sinh tốt, đa dạng hóa cái hình thức tuyển sinh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mỗi một năm thường có nhiều hình thức, thì trong đó cái hình thức mà đánh giá năng lực thì bắt đầu được triển khai từ năm 2018, và nó là một cái kênh để giúp cho học sinh trung học phổ thông tiếp cận được với Đại học Quốc gia. Cái đa dạng hóa đấy cũng nhằm mục tiêu là tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp, và bất cứ một trường đại học cao đẳng nào cũng muốn là thu hút được học sinh giỏi và phù hợp với ngành nghề. Không phải chỉ giỏi mà là phải phù hợp để các em có khả năng phát triển tốt nhất trong quá trình học cũng như là quá trình lao động sau khi mà hoàn thành cái công việc học tập. Và một cái mục tiêu lớn thứ ba là một mục tiêu rất là lâu dài. Chúng tôi là những người dạy đại học,
chúng tôi nhận thấy rằng là trong những cái khoảng thời gian gần đây, cái định hướng học tập của học sinh trung học phổ thông của chúng ta có phần không được chính xác lắm. Cái này phải nói thật với thầy cô, chúng ta đang trong cái hệ thống giáo dục. Và chúng ta nhận thấy rằng là trong 3 năm học phổ thông, có vẻ như là học sinh chúng ta tập trung vào ôn luyện để thi nhiều hơn là học. Các em cố gắng tập trung để thi tốt, chứ không phải là để nâng cao năng lực tốt. Và điều đó nó sẽ là một cái phần nào nó lãng phí cái tuổi trẻ, cái năng lực của các em trong suốt cả 3 năm. Vào đại học thì chúng tôi sẽ vất vả hơn nếu mà thí sinh, học sinh mà không được chuẩn bị tốt. Chính vì vậy mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rất là mong muốn rằng với cái động thái dùng kỳ thi đánh giá năng lực này thì sẽ cùng với cả quý thầy cô, cùng với cả học sinh để định hướng học tập của các em tốt hơn. Học không phải là để thi, mà học là để phát triển kiến thức, phát triển năng lực. Chính vì vậy mà cái kỳ thi này muốn định hướng cho các em học toàn diện, học để phát triển những cái năng lực cơ bản, những cái năng lực mà gắn với cả mình suốt cả cuộc đời, chứ không phải chỉ để đặt cái điểm thi cao. Như vậy đấy là cái mục tiêu khá là tham vọng, nhưng mà đấy là mục tiêu mà chúng tôi cực kỳ mong muốn đạt được để giúp nâng cao cái chất lượng của cái nguồn nhân lực của quốc gia của chúng ta. Và với cái mục tiêu đó thì kỳ thi hướng đến là đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh. Đó là những năng lực là sử dụng ngôn ngữ, cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ, trong đó ngoại ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh. Năng lực tiếp theo là năng lực tư duy logic và xử lý số liệu. Và cuối cùng là năng lực để giải quyết vấn đề. Các thầy cô là những nhà giáo dục, các thầy cô đều thấy rằng là đây là những cái năng lực quan trọng nhất. Nó gắn chặt với tất cả mọi con người, không phải chỉ trong lúc học tập mà trong lúc làm việc. Và nếu chúng ta giúp cho học sinh phát triển được những cái năng lực này thì nó sẽ giúp cho cái nguồn nhân lực của chúng ta chất lượng cao hơn. Chính vì vậy mà kỳ thi này là hướng đến năng lực, chứ không phải là hướng đến là nhớ, không phải là nhớ kiến thức thuộc bài. Vì vậy mà kỳ thi này, cái bài thi được thiết kế khá là khác biệt so với những cái bài thi thông thường như là ở kỳ thi trung học phổ thông. Ở đó, trong cái bài thi này thì học sinh sẽ được cung cấp số liệu, được cung cấp dữ liệu và thậm chí là cung cấp cả những cái kiến thức cơ bản và các những cái công thức tính toán để cho học sinh dùng những dữ liệu đó và xử lý và thể hiện cái năng lực của mình. Đề thi này không hướng đến là thuộc bài, mà đề thi này hướng đến là sử dụng những cái dữ kiện cho sẵn để mà triển khai. Đó là cái định hướng khá là khác biệt đối với kỳ thi, giữa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia với kỳ thi trung học phổ thông bình thường. Và cái bài thi chắc chắn là các thầy cô cũng đã từng xem cái bài thi này. Chúng tôi đã cung cấp cái bài thi mẫu ở trên mạng. Thì cấu trúc của nó gồm có 3 phần chính và tổng cộng là 120 câu hỏi. Phần thứ nhất là phần sử dụng ngôn ngữ, hỏi về những cái năng lực về ngôn ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Phần thứ hai là toán học, tư duy logic, phân tích số liệu. Thì có những câu hỏi về toán học, có những câu hỏi về suy luận logic, và đặc biệt là có những câu hỏi là cung cấp cho các em số liệu dưới dạng đồ thị, dưới dạng bảng biểu, dưới dạng bài viết, và yêu cầu các em xử lý, phân tích, tìm ra được cái quy luật, tìm ra được cái xu hướng và rút ra được những thông tin từ những cái bảng số liệu đó. Và cuối cùng là cái phần số 3 là phần giải quyết vấn đề, thì bao gồm nhiều cái tình huống vấn đề khác nhau, nó phù hợp với cả những cái kiến thức mà các em đã học trong trung học phổ thông về lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như là lĩnh vực khoa học xã hội. Thì những cái câu hỏi về hóa học, về vật lý, về sinh học, về sử, địa lý, nó sẽ hỏi những các em, cung cấp cho các em những số liệu và các em giải quyết những vấn đề này, chứ không phải là học thuộc lòng. Như vậy đây là cái cấu trúc của bài thi. Bài thi gồm 120 câu hỏi và học sinh sẽ thực hiện trong 150 phút. Và cái thang điểm thì điểm tối đa của cái bài thi này là 1.200 điểm. Tuy nhiên chúng tôi không tính là từng câu hỏi có điểm số giống nhau, mà những câu hỏi nào có độ khó hơn, độ phân biệt cao hơn thì sẽ có trọng số cao hơn, tức là điểm cao hơn. Và chúng tôi sử dụng những cái phần mềm chuyên dụng với những cái thuật toán phổ biến mà quốc tế đang sử dụng bây giờ. Chúng tôi đang sử dụng những cái thuật toán và những phần mềm mà tương ứng với những cái kỳ thi như là SAT của Hoa Kỳ, như ACT của Hoa Kỳ, như là kỳ thi A-level của Anh. Như vậy, đây là những cái mang tính quốc tế. Như vậy,
học sinh khi làm được những câu hỏi mà khó thì điểm của những câu hỏi đến sẽ cao hơn. Vậy đó là những cái cơ bản nhất về cái bài thi. Thì khi mà tham dự cái kỳ thi này thì đối với cả thí sinh của chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất là một bài thi duy nhất 120 câu hỏi làm trong 150 phút. Bài thi này tiếp cận theo hướng là không cần thuộc và nhớ kiến thức, và tạo cho thí sinh một cảm giác rất là thoải mái khi mà ôn luyện cho bài thi khi mà tham dự kỳ thi. Và đặc biệt là bài thi này sẽ giúp cho cái thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào đại học. Một năm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 đợt thi, thí sinh có khả năng là tham dự một hoặc cả 2 đợt. Nếu tham dự cả 2 đợt thì sẽ dùng cái điểm cao nhất để mà xét tuyển. Và đặc biệt là cái kết quả xét tuyển, kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực này được rất là nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước sử dụng. Vào năm 2022 thì số trường đại học và cao đẳng sử dụng đã lên đến 83 trường, trong đó là 10 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 73 trường đại học cao đẳng nước ngoài, trong đó rất là những trường có cái gọi là những trường có cái danh tiếng. Như vậy thì cùng một bài thi này nó mở một cơ hội thêm cho thí sinh vào rất là nhiều trường đại học và cao đẳng. Tôi xin trao đổi một chút để các thầy cô thấy rằng là bài thi này nó được chuẩn bị kỹ càng như thế nào. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có những kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm, có thể kể đến là cái mốc thời gian là năm 2000 và chúng tôi chuẩn bị cho những kỳ thi này thực ra là từ những năm 2000 chứ không phải là mới gần đây. Ngược lại lịch sử, các thầy cô sẽ thấy rằng là vào trước những năm 2000, tính đến năm 2001 thì thi đại học của chúng ta là do từng trường tổ chức, và mỗi một trường sẽ cho những cái đề thi riêng và cùng thi một đợt, nhưng mà thí sinh sẽ phải chọn là trường nào để mình thi. Thì đó là từ năm 2001 về một trước. Thì năm 2001 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có một cái tiếp cận cực kỳ quan trọng, đó là trường hệ thống đầu tiên trong cả nước tổ chức thi tuyển sinh bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, còn tất cả các trường khác đều thi theo dạng tự luận. Thì Đại học Quốc gia đã chuẩn bị cho cái kỳ thi trắc nghiệm khách quan này từ những năm 1998-1999, và đến năm 2001 thì hệ thống Đại học Quốc gia là tổ chức thi trắc nghiệm khách quan để tuyển sinh. Nhưng ngay sau đó thì năm 2002 các thầy cô đều biết rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo muốn hệ thống hóa lại toàn bộ cái hệ thống tuyển sinh của chúng ta, do đó không còn thi riêng của từng trường mà chúng ta có kỳ thi gọi là kỳ thi ba chung. Tất cả các trường đại học cao đẳng cả nước tổng tập hợp với nhau và chỉ tổ chức 3 đợt thi. Đợt thi đầu là cho đại học, đợt thi sau cho cao đẳng trung cấp dạy nghề, và xây dựng chung ngân hàng câu hỏi, xây dựng chung bộ đề, thi chung sử dụng kết quả chung. Cái này chúng ta đều nắm. Và cái ba chung đấy nó kéo dài từ năm 2002 cho đến năm 2014. Kỳ thi ba chung đấy cũng có những cái thành tích, thành tựu nhất định và phù hợp nhất định. Tuy nhiên khi đến khoảng giai đoạn năm 2011-2012 thì Bộ Giáo dục Đào tạo nhận thấy rằng là kỳ thi ba chung có một số những khiếm khuyết và yêu cầu các trường đại học là nghiên cứu để cải tiến cái kỳ thi đó. Và lúc đó thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đầu tiên đưa ra những cái đề xuất cải tiến, và bản thân tôi tham gia cái hoạt động đó. Và năm 2012 thì tôi cùng với cả các thầy cô ở Đại học Quốc gia viết một cái đề án gọi là đề án đổi mới tuyển sinh của Việt Nam và trình cho Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì trong đó có nêu rõ rằng là cần phải có những cái bài thi mang tính khoa học, cần phải có những trung tâm độc lập mang tính khoa học và tổ chức đánh giá là đánh giá năng lực chứ không phải là chỉ đánh giá kiến thức như là những cái kỳ thi thông thường. Và cái đề án đấy đã được trình lên Bộ. Rất tiếc là cái đề án đấy chưa được sử dụng. Bộ chúng ta chuyển sang một phương án khác, đó là trung học phổ thông quốc gia. Các thầy cô đều nhớ năm 2015 thì chúng ta không còn kỳ thi ba chung nữa, mà kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tức là gom hai đợt thi đại học và thi tốt nghiệp vào thành một đợt. Và kỳ thi đấy nó cũng có một số những lợi điểm nhất định, nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định. Và ngay sau cái kỳ thi năm 2015 thì chúng ta nhận thấy cái hạn chế của kỳ thi đó là nó phải làm cùng một lúc nhiều nhiệm vụ và có khả năng sẽ không đáp ứng được. Chính vì vậy, ngay sau kỳ thi năm 2015 thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quyết định rằng là để hỗ trợ thêm cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cần có
một cái thang đánh giá tốt hơn, đánh giá được năng lực và từ đó giúp cho Đại học Quốc gia tuyển sinh tốt hơn cũng như là định hướng tốt hơn cho học sinh phổ thông. Và từ đó chúng tôi khởi động lại cái đề án về đánh giá năng lực từ năm 2016 và bắt đầu chúng tôi xây dựng ban đề án, cung cấp cơ sở vật chất rồi xây dựng ngân hàng đề thi ròng rã trong 2 năm để đến năm 2018 thì được kỳ thi bắt đầu được triển khai. Như vậy cái sự chuẩn bị của Đại học Quốc gia nó đã được sẵn sàng rất là nhiều. Và để mà cái kỳ thi được triển khai được thì chúng tôi đã phải xây dựng cái ngân hàng câu hỏi cực kỳ là khoa học, và cái số lượng ngân hàng câu hỏi rất là lớn, huy động được các cái chuyên gia đầu ngành của Đại học Quốc gia cũng như là của toàn quốc. Và từ năm 2018 tổ chức đến năm 2019-2021 thì kỳ thi ngày được phát triển và Đại học Quốc gia mở rộng phạm vi phối hợp với càng nhiều các trường đại học và cao đẳng và được sự tín nhiệm ngày càng tăng đối với cả xã hội. Tôi nói về cái điểm quan trọng nhất của bài thi, đó là ngân hàng câu hỏi. Thì thứ nhất là về đội ngũ chuyên gia, chúng tôi mời được các đội ngũ chuyên gia. Và đây là một cái lợi thế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là một cái đơn vị mà tập trung nhiều chuyên gia tốt ở trên toàn quốc. Như về đội ngũ chuyên gia xây dựng những ngân hàng này đều là những người có kinh nghiệm về cả giảng dạy đại học lẫn giảng dạy phổ thông, và đặc biệt là có kinh nghiệm về xây dựng những cái ngân hàng câu hỏi để đánh giá. Tiếp theo đó là chúng tôi có hệ thống cơ sở vật chất đặc thù, những cái phòng đặc thù để mà các thầy cô vào đấy làm việc là hoàn toàn tuyệt đối là an toàn bảo mật. Chúng tôi có hệ thống quản lý, phần mềm quản lý chuyên dụng, ứng dụng với công nghệ thông tin một cách triệt để và tương tự như những hệ thống chung của các trung tâm khảo thí trên thế giới. Và quy trình thì rất là chặt chẽ, khoa học và được cải tiến thường xuyên. Đây là một số những cái thông tin để các thầy cô thấy rằng là cái đề thi, cái bài thi, từng câu hỏi của cái bài thi đánh giá năng lực này nó được xây dựng kỹ càng như thế nào. Mỗi một câu hỏi phải qua nhiều bước thì mới được sử dụng. Từ cái bước là đưa ra những cái khung kiến thức, rồi là khung ma trận nội dung để mà định hướng cho việc xây dựng cái câu hỏi, đến việc là xây dựng câu hỏi thô bởi những chuyên gia, tiếp theo là đến phản biện qua lại với các chuyên gia, rồi sau đó điều chỉnh để hoàn thiện cái câu hỏi. Những câu hỏi này vẫn còn gọi là câu hỏi thô. Sau đó từng câu hỏi sẽ được đi thử nghiệm thực tế trên đối tượng là học sinh lớp 12, và chúng tôi sẽ phải xây dựng cái thử nghiệm thực tế này cho những năm trước và sử dụng cái để đó cho năm sau. Ví dụ năm 21 thử nghiệm thì cái bài đó, những câu hỏi đó thì phải năm 22, năm 23 mới được sử dụng để bảo đảm cái tính bảo mật và công bằng cho thí sinh. Sau khi thử nghiệm thực tế thì từng câu hỏi được phân tích trên cái kết quả thi thực tế và phân tích về độ khó, độ phân biệt. Có những câu hỏi mà không đạt yêu cầu thì phải được loại bỏ. Còn những câu hỏi nào mà cần phải hoàn thiện thì phải được hoàn thiện thêm, và cuối cùng mới đưa vào cái ngân hàng câu hỏi chính thức. Như vậy để đảm bảo rằng là các câu hỏi đưa ra, cái đề thi đưa ra đánh giá đúng năng lực và ổn định, bảo đảm không phải để kỳ thi là luôn luôn giữ một cái độ ổn định, chứ không phải là năm thì điểm cao, năm thì điểm thấp, năm thì quá khó, năm thì quá dễ. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà kỳ thi chúng ta đã đạt được. Và lát nữa đến cái phần kết quả chúng ta sẽ chia sẻ với các thầy cô là cái ổn định và chính xác của đề thi này đã được bảo đảm trong suốt cái quá trình mà chúng tôi triển khai. Thứ nhất là về bảo đảm cái ngân hàng đề thi. Tiếp theo là đến công tác tổ chức các kỳ thi. Chúng tôi cũng lường trước được là kỳ thi sẽ có cái phạm vi tăng dần, do đó cần phải có quy trình phối hợp với các trường đại học cao đẳng, không phải chỉ là các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia mà phải là các đơn vị bên ngoài, những trường đại học cao đẳng bạn cùng phối hợp để mà mở rộng và đưa kỳ thi ngày càng gần hơn đối với thí sinh. Chính vì vậy mà chúng tôi có hệ thống những cái quy trình, quy định, những biểu mẫu rất là thống nhất. Những hệ thống mà để thí sinh đăng ký dự thi, rồi phiếu báo thi, rồi công bố kết quả, rồi kết quả điểm chính thức đều được quản lý một cách rất là khoa học và có một cái hệ thống công nghệ thông tin toàn diện để giúp cho cái việc quản lý nó hiệu quả hơn. Như vậy hệ thống cũng đã được chúng tôi xây dựng, rồi phối hợp với các đơn vị, rồi nhận cái ý kiến phản biện của các đơn vị, rồi hoàn thiện thêm, và cứ hàng năm chúng tôi hoàn thiện. Cho đến bây giờ thì chúng ta
chúng tôi đang có một hệ thống rất là hoàn chỉnh. Do đó cái việc mở rộng kỳ thi nó trở thành rất là đơn giản đối với chúng tôi. Đây là một cái thông tin về cái hệ thống. Các thầy cô sẽ thấy rằng là thí sinh chỉ cần đăng ký dự thi vào cái hệ thống này, sau đó là đăng ký tài khoản, rồi chọn nơi mình muốn thi, rồi điền những thông tin, sau đó thì chúng tôi sẽ xử lý dự kiện và in phiếu báo dự thi, gửi phiếu báo dự thi trực tiếp qua hệ thống này cho thí sinh. Thí sinh in cái phiếu báo dự thi trên hệ thống và đi thi. Sau khi thi xong thì kết quả cũng lại được gửi trên cái hệ thống này, thí sinh vào xem được cái kết quả của mình. Phiếu điểm chính thức thì chúng tôi gửi đến tận nhà thông qua đường bưu điện cho thí sinh, bưu điện bảo đảm, để bảo đảm là thí sinh sẽ nhận được. Đồng thời là cùng trên hệ thống này, thí sinh dùng cái kết quả thi để đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng, thay vì là phải nộp vào nhiều trường khác nhau, nhiều công đoạn, thì ở đây chỉ cần cùng một cái đăng ký sẽ đăng ký vào rất là nhiều đơn vị. Ở trong cái phần của năm 2022 tôi sẽ nêu chi tiết hơn là bao nhiêu đơn vị và thí sinh đăng ký như thế nào, nhưng một cái hệ thống nó giúp cho thí sinh rất là thuận lợi trong việc đăng ký dự thi cũng như là sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển. Và đây là một số những cái số liệu để các thầy cô thấy rằng là cái sự phát triển của kỳ thi đánh giá năng lực của năm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018 là năm đầu tiên bắt đầu thì chỉ có các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham dự tổ chức thi thôi. Năm đấy là chúng tôi muốn làm thử nghiệm thật là hoàn chỉnh rồi mới mở rộng. Do đó số thí sinh rất là khiêm tốn, chỉ khoảng 5.000 thí sinh, chúng tôi chỉ thi có một đợt thi thôi. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2019, 2020, 2021 thì kỳ thi được mở rộng ra và số thí sinh các thầy cô thấy là tăng dần. Số đợt thi thì chúng tôi tổ chức là 2 đợt một năm. Năm 2021 các thầy cô thấy rằng là mặc dù là cái tình hình dịch bệnh nhưng mà cái kỳ thi vẫn thu hút được gần 70.000 thí sinh tham dự thi. Năm 21 thì cũng hơi đặc biệt là chúng tôi muốn thi 2 đợt nhưng mà đợt thứ 2 không tổ chức được bởi vì lúc đó dịch bệnh lên cao điểm, nhưng mà chỉ một đợt thi đã thu hút được hơn 70.000 thí sinh. Về địa điểm thi thì cũng phát triển ra dần theo từng năm. Năm đầu tiên thì chúng tôi chỉ tổ chức tại 3 địa phương, nhưng đến năm 2021 thì đã tổ chức tại 7 địa phương. Và với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đã có Bạc Liêu, đã có Bến Tre, đã có An Giang, Long Xuyên tại An Giang. Đấy là năm 2021. Còn năm 2022 thì đã tổ chức đến 17 cái địa điểm thi. Và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long năm nay thì bổ sung thêm địa điểm thi tại Kiên Giang và tại Cần Thơ. Như vậy các thầy cô ở Hậu Giang có thể chọn Kiên Giang là gần nhất, và sau đó có khả năng là chọn Cần Thơ, hoặc thậm chí nếu mà một số thí sinh muốn đi xa hơn thì có thể chọn An Giang, hoặc là chọn Bạc Liêu, hoặc chọn Bến Tre, hoặc thậm chí có khả năng là đi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy có rất là nhiều địa điểm thi để các thí sinh lựa chọn. Đây là một vài những số liệu về số thí sinh đăng ký dự thi. Tôi xin không trao đổi sâu ở đây, chỉ thấy thể hiện là một cái xu hướng tăng lên rất là nhiều. Và cái điểm quan trọng nhất như tôi trao đổi với các thầy cô về cái mấu chốt của những cái bài thi đánh giá năng lực là nó phải đánh giá đúng và phải đánh giá ổn định, và nó sẽ thể hiện thông qua những cái kết quả thi. Thì tôi xin trình bày đây là cái phổ điểm của cái kỳ thi đợt của năm 2021. 68.400 thí sinh có tham dự kỳ thi. Và nhìn cái phổ điểm này các thầy cô sẽ thấy rằng cái phân bố chuẩn đây là cái mà những người mà đánh giá mong muốn, mọi thứ nó phải là phân bố chuẩn. Thứ hai là cái độ rộng của nó khá tốt, tức là cái sự phân hóa để giúp cho chúng ta lựa chọn thí sinh là tốt. Đây là cái mà chúng tôi mong muốn và chúng tôi đã đạt được thế này. Phần phổ điểm rất là chuẩn. Nhưng cái phần quan trọng tiếp theo nữa là vậy phổ điểm của năm 21 so với cả năm 20, so với 19, so với 18 nó có tương đồng với nhau hay không? Đấy lại là thêm một vấn đề nữa để đảm bảo rằng là đề thi ổn định và đánh giá chính xác, không sai lệch năng lực của thí sinh dù là thí sinh ở bất cứ một năm nào. Thì để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi so sánh phổ điểm của các năm từ năm 18 đến năm 21, và các thầy cô sẽ thấy sự so sánh này thể hiện rằng là cái phổ điểm gần như là chồng khít lên nhau, gần như chồng khít, và thể hiện rằng là kỳ thi cực kỳ ổn định. Thí sinh có năng lực bao nhiêu thì thể hiện qua cái điểm số kết quả thi bấy nhiêu. Chúng tôi cũng
tham khảo phân tích có một số thí sinh tham trong một năm thi hai đợt thì kết quả thi của cả hai đợt thi đó gần như là trùng khớp, tức là nó đánh giá đúng năng lực chứ không phải là đề thi chúng tôi ra cảm tính năm khó năm dễ. Và đây chính là mấu chốt để giúp cái kỳ thi này được sự tin tưởng của thí sinh cũng như của xã hội. Một điểm nữa với cái sự tin tưởng của xã hội nó tăng lên thể hiện qua là số đơn vị sử dụng cái kết quả của kỳ thi này càng tăng lên. Ngoài các đơn vị trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì các đơn vị ngoài Đại học Quốc gia cũng sử dụng, và cái số này tăng lên hàng năm. Và năm 2022 thì cái số lượng này đã tăng lên, bây giờ là 10 đơn vị trong Đại học Quốc gia và 73 đơn vị ở ngoài Đại học Quốc gia, tăng hơn so với năm 2021. Đối với năm 2022 thì cụ thể một số những thông tin về kỳ thi như sau. Kỳ thi sẽ được thi hai đợt, đợt 1 vào 27 tháng 3 và đợt 2 vào 25 tháng 2. Chúng tôi ghi chữ dự kiến bởi vì có khả năng điều chỉnh phụ thuộc vào cái kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học Phổ thông. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng là nếu mà kỳ thi Trung học Phổ thông mà vẫn giữ nguyên như những năm khác thì kỳ thi đánh giá năng lực sẽ tổ chức đúng vào ngày 22 tháng 5. Và cái điểm khác biệt so với năm 21 đó là cái năm 22 này cả hai đợt thi đánh giá năng lực đều tổ chức trước Trung học Phổ thông. Như vậy giúp cho thí sinh thoải mái, và sau khi có kết quả rồi thì việc xét tuyển cũng xét tuyển trước cái Trung học Phổ thông. Thì cô chờ tôi trước để tôi cắm cái điện lại trước. Điện không vào. Vâng. Như vậy kỳ thi được tổ chức cả hai đợt nhưng đều trước kỳ thi Trung học Phổ thông. Như vậy đây là một cái kênh bổ sung giúp cho thí sinh có khả năng an tâm chọn lựa và biết được cái kết quả của mình là có vào được những cái trường, những cái ngành của mình mong muốn hay không ngay trước khi mà thi Trung học Phổ thông. Về địa điểm thi, các thầy cô có thể thấy là năm nay thì chúng tôi tổ chức tại đến 17 địa điểm thi từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, và trong cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long các thầy cô thấy có Bến Tre, có An Giang, có Cần Thơ, có Kiên Giang, có Bạc Liêu. Như vậy học sinh của Hậu Giang của chúng ta có thể chọn lựa rất là nhiều cái địa điểm, và địa điểm mà phù hợp nhất theo tôi đánh giá đó là Kiên Giang, là Kiên Giang. Một số em nào mở giáp danh với cả Cần Thơ thì có khả năng là chọn Cần Thơ nữa. Đây là một số những cái mốc thời gian chủ yếu các thầy cô cũng lưu ý là hiện giờ chúng ta đang đăng ký cho cái mốc ngày 28 cái đợt một. Như vậy cái thời gian mà đóng cái hệ thống đăng ký này là ngày 28 tháng 2. Như vậy hôm nay là ngày 18 tháng 2 rồi, hôm nay 19 tháng 2 rồi, các em sẽ còn 9 ngày nữa để đăng ký. Như vậy các thầy cô khi mà tư vấn thì cũng lưu ý các em là có những cái mốc thời gian này mình cần phải đăng ký trước cái mốc thời gian này thì mới đảm bảo rằng là mình có khả năng tham gia kỳ thi. Sau khi mà đăng ký xong vào ngày 28 tháng 2 thì chúng tôi sẽ xử lý những cái số liệu và sẽ sắp xếp để thí sinh biết thông tin của mình là sẽ thi vào ngày nào, ở đâu, địa điểm nào, phòng thi nào, số báo danh bằng bao nhiêu. Thì tất cả những cái thông tin đó chúng tôi sẽ đưa vào cái tờ giấy báo dự thi, và giấy báo dự thi này sẽ gửi trực tiếp lên cái hệ thống mà thi năng lực, và các thí sinh sẽ đăng ký trên cái hệ thống đó. Và thí sinh sẽ vào cái hệ thống đó để in cái phiếu đăng ký dự thi đấy ra, phiếu báo dự thi đấy ra, và sau đó dùng cái phiếu báo dự thi đó để đi thi cùng với cả những cái giấy tờ phù hợp. Ngày thi của đợt 1 là 27 tháng 3, và ngay sau khi thi một tuần thì kết quả sẽ được gửi thông qua cái hệ thống online cho thí sinh, cũng như là phiếu báo điểm thì sẽ được gửi bưu điện chuyển phát nhanh đến cho tận nhà thí sinh. Sau khi mà có kết quả thì chúng tôi sẽ mở cái hệ thống đăng ký đợt 2, và thí sinh có một số thí sinh sẽ muốn thi tiếp đợt 2 thì có khả năng đăng ký. Đồng thời là thí sinh sẽ phải đăng ký về xét tuyển, như vậy vào cái hệ thống dùng kết quả của mình và chọn những cái trường, những cái ngành mà mình muốn dự tuyển vào,
Và cái hệ thống đăng ký xét tuyển này gần giống như là hệ thống đăng ký xét tuyển trung học phổ thông. Ở đây thì thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng vào các trường. Và hiện giờ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với cả 45 trường đại học và cao đẳng sử dụng chung một cái hệ thống đăng ký xét tuyển, và thí sinh chỉ cần vào trong hệ thống đó là đăng ký được cho tất cả các trường trong cái nhóm đó, như vậy rất là thuận lợi. Và ở đợt 1 thì sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển xong, sau khi có kết quả thi đợt 1 xong, thí sinh nhận thấy rằng là mình có thể thay đổi hoặc là bổ sung những cái nguyện vọng xét tuyển thì sẽ được điều chỉnh lại. Thí sinh hoàn toàn được điều chỉnh khi mà đăng ký tiếp vào cái đợt phía sau. Như vậy hiện giờ các thí sinh cứ đăng ký và mai mốt có khả năng điều chỉnh. Cái này tương tự như là chúng ta đã làm đối với cả kỳ thi trung học phổ thông. Như vậy hệ thống chung cho các trường đăng ký dự thi xét tuyển trên cùng một hệ thống, không giới hạn số nguyện vọng đăng ký xét tuyển cũng như là được điều chỉnh lại nguyện vọng sau có cái kết quả thi đợt 1. Và hệ thống này hiện giờ đang vận hành, thầy cô tất cả mọi sự thông tin của hệ thống này đều có trên các trang web. Những cái điểm mới của cái kỳ thi của năm 2022 đó là hai đợt thi được tổ chức trước kỳ thi trung học phổ thông, rồi thí sinh vừa đăng ký xét tuyển và vừa đăng ký dự thi trên cùng một cái hệ thống. Phạm vi tổ chức thì được mở rộng, kỳ thi đưa đến gần thí sinh hơn. Một số liệu là 83 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả thi và có 54 trường đại học cao đẳng sử dụng chung cái hệ thống đăng ký xét tuyển chung. Hệ thống đăng ký xét tuyển chung các thầy cô đều thấy trên cái trang web. Ngày thi cũng như là các cái đợt thi thì cũng được thông báo rất là cụ thể. Và các thầy cô lưu ý rằng là năm nay có hai đợt thi. Đợt thứ nhất là vào 27 tháng 3 tổ chức trên 17 cái địa điểm tỉnh thành phố. Đợt thứ hai thì sẽ ít hơn, chỉ thi vào tại Đà Nẵng, tại Khánh Hòa, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại An Giang. Như vậy đối với cả thí sinh ở Hậu Giang, đợt 1 đi thi sẽ thuận tiện hơn bởi vì có nhiều chỗ gần mình hơn. Còn đợt 2 thì chỗ gần nhất đó là An Giang và gần thứ gì đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Về các cách mà tham dự cái kỳ thi này thì thí sinh đăng ký trên cái hệ thống trực tuyến này, và mọi thông tin về hướng dẫn đều cụ thể chúng tôi có gửi trong cái này. Ví dụ thí sinh chỉ cần vào cái phần mà hướng dẫn đăng ký, trong đó sẽ có những cái file mô tả hướng dẫn như thế nào. Và nếu tìm hiểu về thông tin kỳ thi thì kích vào cái thông tin kỳ thi, nó sẽ dẫn đến một cái trang web, trong đó có bài thi mẫu, có danh sách của các đơn vị tổ chức thi, có những cái câu hỏi mà thường gặp, rồi có tất cả những thông tin liên quan đến kỳ thi. Đồng thời thì cũng có những cái số hotline, những cái địa chỉ email mà thí sinh khi mà cần thiết có khả năng là gọi trực tiếp hoặc là gửi email, chúng tôi sẵn sàng là hỗ trợ để thí sinh tham dự kỳ thi này một cách dễ dàng nhất. Như vậy thì đăng ký có mốc thời gian chúng tôi cũng đã trao đổi với thầy cô rồi, và đặc biệt là lưu ý rằng là chúng ta đang ở gần cái mốc thời gian của cái thi đợt 1. Đến 28 tháng 2, cuối ngày 28 tháng 2 thì chúng tôi sẽ đóng hệ thống. Do đó các thầy cô tư vấn với thí sinh là nên đăng ký trong tuần này để đảm bảo rằng là mọi thứ nó thông suốt. Đây là một vài số liệu thú vị về cái kỳ thi. Đối với kỳ thi thí sinh của tỉnh Hậu Giang thì những năm vừa rồi thi khá là ít. Số thí sinh ở đây chúng tôi nêu ra là 21 cái đơn vị mà tham dự kỳ thi và có số liệu thi cao nhất. Thì Kiên Giang của năm trước thì có khoảng là 900 thí sinh dự thi, nhưng mà đối với Hậu Giang thì chỉ có khoảng là 250 thí sinh dự thi thôi. Và đa số các em này dự thi tại những cái khu vực An Giang cũng như là về Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng rằng là năm nay khi mà kỳ thi đưa gần vào đến thí sinh hơn thì cái lượng thí sinh mà tham dự sẽ nhiều hơn. Cũng rất là mong thầy cô đưa thông tin lên thí sinh để mà thí sinh của tỉnh Hậu Giang có khả năng tham gia cái kỳ thi này. Điều này có lợi cho bản thân thí sinh và có lợi cho các trường đại học. Ví dụ như Đại học Kiên Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học An Giang, những cái đơn vị mà có thu hút được thêm thí sinh ở trong cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì sẽ rất là thuận tiện. Vâng, thì đó là những cái thông tin cơ bản nhất về cái kỳ thi đánh giá năng lực tại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây thì xin mời quý thầy cô cùng trao
trao đổi, chia sẻ những cái phần mà các thầy cô muốn tìm hiểu thêm về cái kỳ này. Vâng, thì các thầy cô có thể bật micro và nói trực tiếp, hoặc các thầy cô gửi cái câu hỏi thông qua cái chat box để tôi xin sẽ trả lời. Vâng, xin mời quý thầy cô ạ. Cho anh hỏi thầy thì chúng ta được chính là anh hỏi là giờ mới có bộ câu hỏi với thầy, mới bộ câu hỏi đánh giá năng lực mà có xây dựng chưa hoặc có cập nhật ở trang nào không để có thể tiếp cận được không thầy? Vâng, thì ngân hàng câu hỏi của chúng tôi thì có số câu hỏi rất là lớn, và ngân hàng câu hỏi trên 5.000 câu. Đề thi môn minh họa thì chúng tôi cũng đã công bố, như vậy các thầy cô có thể vào trang web của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mà download cái bài thi minh họa xuống. Vâng, thì như vậy nhìn cái bài thi minh họa cũng như là cái thông tin về cấu trúc của bài thi, các thầy cô sẽ thấy rằng là giúp cho các thí sinh để chuẩn bị cho nó tốt hơn. Chúng tôi không chủ trương là luyện thi, tất cả những cái về thông tin về luyện thi đánh giá năng lực trên trang, trên web, trên mạng, tất cả mọi thứ là không chính thống, đấy là của một số tổ chức và cá nhân, không phải của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện. Đại học Quốc gia chỉ công bố cái cấu trúc đề thi cũng như là cái bài thi minh họa thôi. Vâng, xin cảm ơn thầy, xin mời các ý kiến trao đổi tiếp. Dạ, thầy cho em hỏi cái kỳ thi đánh giá năng lực này rồi nó kết hợp với cái điểm thi tốt nghiệp thế nào chuyển sinh đó thầy? Vâng, thì tùy các đơn vị, các thầy ạ, mỗi một đơn vị người ta sẽ có những phương thức riêng. Tuy nhiên đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và đa số các trường mà sử dụng cái kết quả này ấy, thì đây là một phương thức dùng cái điểm đánh giá năng lực là một phương thức riêng biệt để mà xét tuyển. Và phương thức này sẽ được xét tuyển trước khi xét tuyển trung học phổ thông. Thông thường các trường sẽ dùng phương pháp trung học phổ thông là cái phương thức cuối cùng. Như vậy trước khi mà thi trung học phổ thông, nếu thí sinh đã thi đánh giá năng lực và đã đăng ký xét tuyển vào các trường thì có khả năng là biết được là mình trúng tuyển vào các trường đó hay chưa, ngay khi trước khi mà thi trung học phổ thông. Và cái điều kiện cần thiết còn lại là thí sinh đậu cái kỳ thi trung học phổ thông, đậu tốt nghiệp và sau đó là làm các thủ tục nhập học. Như vậy đây là một cái kênh riêng biệt hoàn toàn với cả kỳ thi trung học. Và như vậy đây là một cái rất là thuận lợi đối với thí sinh để mình chủ động đăng ký vào các cái trường đại học và cao đẳng. Dạ thầy ơi. Mời cô ý kiến trước. Dạ, cho em xin ý kiến trước. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi, mình có 84 trường đại học lấy kết quả xét thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đó thầy. Mình có thể vào đâu để mình xem là 84 trường đại học đó để học sinh nó có thể nó biết nó muốn vào cái trường đó thì nó thi đánh giá năng lực đậu là nó sẽ vào được không thầy? Dạ em xin hết ạ. Cái danh sách phải không hả cô? Dạ, em muốn hỏi danh sách 84 trường đại học đó thầy. Vâng, thì các thầy cô vào trong cái trang web của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nó là trang web, nó tên là trang web này. Và cuối cái buổi trao đổi ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi cho các thầy cô những cái thông tin, cả cái slide mà tôi đang trình bày cũng như là danh sách của các trường cũng như là tất cả những hướng dẫn về các thầy cô sẽ có thông tin để gửi cho thí sinh. Nhưng mà tất cả những thông tin mà chúng tôi gửi thầy cô chúng tôi cũng đã đưa lên trang web, thì nó có những cái trang web như tôi vừa mới trao đổi trên cái chat box, và một cái trang web nữa đó là trang web và thi năng lực luôn, thi năng lực.vnu. Thì trong cái trang web này nó sẽ có tất cả những thông tin mà các thầy cô cũng như là thí sinh cần quan tâm. Dạ, thầy cho em hỏi tiếp một câu nữa là trong cái đánh giá năng lực đó thầy, ví dụ như là năm rồi thì trường có thống kê là khoảng trong cái khung điểm nào thì các em sẽ đậu được những cái ngành nào trong cái Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để mà hoặc là cái khung giới hạn để em có thể đậu ở các trường đại học. Đó. Em hỏi mình trả lời được cái này. Vâng. Thì đối với cả những cái điểm chuẩn của các ngành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng thay đổi rất là nhiều thầy. Điểm chuẩn cao là nó những cái ngành như là ngành Y,
những cái ngành như là công nghệ thông tin, quan hệ quốc tế vân vân, thì điểm chuẩn nó lên 800 đến 900 điểm. Có những ngành nhẹ nhàng hơn thì tới khoảng là 650 điểm, thậm chí có những ngành là 620 điểm. Thì đối với các ngành trong đại quốc gia thì chúng tôi sẽ gửi cho các thầy cô cái thông tin, sẽ có một cái bảng tổng hợp lại, nó đến 200 mấy chục ngành ấy mà, thì sẽ gửi cho thầy cô. Còn đối với cả thí sinh thì tôi khuyên khi mà thí sinh hỏi thì các thầy cô có khả năng tư vấn cho thí sinh là các em hãy vào trực tiếp trang web của các trường đó. Tại vì trong trang web của các trường người ta nêu luôn luôn nêu là điểm chuẩn của những năm trước như thế nào, mà từ đó các em sẽ biết, vào đấy các em sẽ thấy điểm chuẩn của từng ngành mà các em quan tâm. Và lưu ý là cái điểm chuẩn nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi thầy cô ha, tại vì điểm chuẩn nó phụ thuộc vào cái số lượng thí sinh. Nếu mà nhiều thí sinh đăng ký vào một ngành và số thí sinh đấy càng giỏi thì cái điểm chuẩn của nó càng cao lên. Ngược lại thì nếu mà ít thí sinh thì có khi điểm chuẩn lại thấp xuống. Vậy nó dao động qua các năm. Thì nói với các em rằng các em xem những thông tin đó, đồng thời rằng cái hệ thống này cho phép các em đăng ký nhiều nguyện vọng. Do đó các em cứ đăng ký những cái nguyện vọng nào mà mình thích thì mình đăng ký trước, những nguyện vọng vào mà mình ít thích hơn thì đăng ký sau. Như vậy để cho cái khả năng là mình trúng tuyển vào ngành mình thích nó tăng lên, nhưng mà đồng thời mình cũng có khả năng là đạt những cái ngành mà phù hợp khác. Thì thông tin nó có trong những cái trang web rất là cụ thể. Chúng tôi sẽ gửi cái bản tổng hợp, nhưng mà nếu có thể có tư vấn thì nhắn thí sinh mình là tìm trực tiếp trên trang web của trường và ngành mình quan tâm. Vâng, xin mời ạ. Xin mời các thầy cô trao đổi thêm. Dạ thầy ơi, cho em xin phép em hỏi thêm nữa ạ thầy. Vâng. Dạ, thầy mới trả lời là tùy theo cái ngành đó mà cái số lượng học sinh đăng ký vào nó giỏi nhiều hay giỏi ít mà cái điểm chuẩn của nó sẽ tăng hay là giảm. Vậy mình có vào đâu để mình xem được? Ví dụ năm 2022 năm nay, ví dụ như hóa dược chỉ tiêu là 1.200 thì mình sẽ lấy đánh giá năng lực bao nhiêu phần trăm của 1.200 em đó không hả thầy? Dạ em xin hết ạ. Mình sẽ không có thông tin tất cả mọi thứ. Số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành mình sẽ không biết các thầy cô ạ. Đấy là cái thông tin mà không trường nào sẽ công bố hết. Do đó các thầy cô chỉ biết được rằng là điểm chuẩn của những năm trước nó bằng bao nhiêu thôi, và từ đó mình án chừng. Thì mình sẽ không biết được rằng là năm nay bao nhiêu thí sinh. Đó, nó có một số những cái thông tin mình không bao giờ biết. Tại vì thông tin đấy nó mang tính bảo mật nội bộ của từng trường, từng ngành. Họ sẽ không nói chuyện đó. Nhưng mình phải dự đoán trước. Mình phải suy luận ra về cái mức điểm chuẩn. Và có một cái điểm là chúng ta không cần suy luận. Chúng ta thường khi mà trao đổi với các học sinh ấy, là mình không cần biết chuyện đó. Nếu mà mình chỉ có một lựa chọn duy nhất thì mình phải biết chuyện đó. Nhưng bây giờ thí sinh của mình có vô vàn lựa chọn. Do đó nếu mà thí sinh đó thích ngành dược nhất thì hãy để ngành dược là nguyện vọng 1. Như vậy nếu mình đủ điểm thì mình động, và mình không đủ điểm thì mình sẽ có những nguyện vọng khác. Như vậy nguyện vọng tiếp theo mình sẽ là nguyện vọng mà mình thích thứ nhì, mình cứ để vào đó. Mình không cần biết là năm ngoái nó cao hay nó thấp. Mình cứ như cái gì cao nhất, mình thích nhất là số 1, thích nhì là số 2, và cứ như thế mình đưa xuống. Và chiến lược mà chọn lựa chọn các nguyện vọng đối với thí sinh thì tôi thường trao đổi với các em là không cần đăng ký quá nhiều, nhưng đừng đăng ký quá ít. Nên chia làm 3 nhóm. Một nhóm là mình cực kỳ thích, không cần biết nó khó như thế nào, mình cứ đặt nó vào đó và đưa lên những nguyện vọng đầu. Sau đó là nhóm thích thứ nhì, và cuối cùng là cái nhóm mà gọi như là để an toàn ấy. Chọn những ngành nào mình học cũng được và cái điểm của nó cũng vừa vừa. Như vậy nếu chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm mình chọn 3 nguyện vọng, vậy mình có 9 nguyện vọng, chắc là bao phủ tất cả mọi thứ rồi. Thậm chí có những thí sinh cẩn thận là đăng ký đến 30-40 nguyện vọng, nhưng theo chúng tôi đánh giá thì 9 nguyện vọng là nhiều lắm rồi. Nếu mà nhiều hơn một chút thì cũng được, tốn một chút tiền thêm một chút không sao. Nhưng mà các em nên lưu ý rằng là mình cứ chọn nguyện vọng theo cái mà mình mong muốn. Cái nào muốn nhiều nhất thì cứ đặt trước, đừng quan tâm nó khó hay là nó dễ. Tôi thấy có 2 câu hỏi ở trên trang chat. Cái thứ nhất là kết quả có thời gian sử dụng bao lâu, thì câu trả lời là kết quả này được sử dụng trong 1 năm. Như vậy là
các em thi năm 2022 thì sẽ được tuyển sinh cho cái khóa năm 2022. Cái thứ hai là phí đăng ký dự thi. Thì để đăng ký để dự thi được thì thí sinh phải đăng ký là 200.000 đồng cho một lượt thi. Thì khi các em đi nộp tiền tại ngân hàng hoặc là thông qua những hình thức khác thì có khả năng là phát sinh thêm những cái phí gọi như là phí nộp tiền 5.000, 10.000 gì đó, thì thí sinh có phải nộp thêm cái đấy cho cái đơn vị mà thu tiền. Thì hiện giờ là thu tiền thông qua là ngân hàng cũng như là thông qua cái dịch vụ PayU, thì tôi biết được rằng là cái phí thu tiền nó cứ khoảng 5.000. Trong trường hợp mà chuyển khoản băng kinh online thì là miễn phí, vân vân, thì có một số những cái ngân hàng nó miễn phí. Còn phí mà đăng ký nguyện vọng thì mỗi một nguyện vọng là 25.000. Vậy thí sinh cứ dựa vào bao nhiêu nguyện vọng thì mình đóng từng đấy tiền. Vâng, nếu mà không có trao đổi thêm thì tôi sẽ chuyển sang cái phần này. Khung chat có hai câu hỏi rồi chính này. Dạ, khung chat có hai câu hỏi. Một câu là kết quả thi có thời gian sử dụng bao lâu, và câu thứ hai là nhờ thầy cho em biết thông tin về phí đăng ký các đợt thi và cho mỗi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Dạ, tôi trả lời xong rồi thầy. Tôi trả lời xong rồi thầy. Dạ, thầy trả lời rồi. Sử dụng trong năm nay thôi, từ năm trong năm sử dụng kết quả này thì dùng trong đợt tuyển sinh năm 2022. Còn phí dự thi là 200.000, phí xét tuyển là 25.000 một nguyện vọng. Dạ, thầy ơi, em thì cho em hỏi cái nội dung thi với thầy, em có đọc bên đề bên cái ngữ văn thầy làm thấy nó trải dài luôn cả chương trình 11, 12 á thầy. Thế thì ví dụ nữa mấy em thi mình có thể tư vấn là nó phải học hết chứ không phải là chỉ học trong chương trình 12 á thầy. Là đúng rồi, thì lát nữa tôi sẽ trao đổi kỹ về cái cấu trúc. Thực ra là chúng tôi đánh giá năng lực mà, thành ra không quan trọng là kiến thức nó rơi vào trong cái năm nào. Thì thông thường thì các thầy cô sẽ sử dụng cái lượng kiến thức của lớp 12 nhiều hơn. Nhưng mà đối với cả đánh giá năng lực là năng lực tiếng Việt chẳng hạn, là phải sử dụng từ những cái mà mình học từ hồi mẫu giáo mà. Chứ không phải là chỉ lớp 12. Do đó các thầy cô lưu ý là đối với thí sinh của chúng ta thì không cần là ôn luyện tập trung vào của năm nào. Cái đấy là cái mà chúng tôi muốn đặt cái lưu ý, là làm thế nào mà các em phải hiểu về những cái nội dung về cái môn khoa học đó, về cách học, về cách suy luận, không cần nhớ. Đề thi này không yêu cầu nhớ nhiều. Có một câu hỏi là nếu thí sinh thi mà không đạt thì sang năm có được thi nữa hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được. Còn thí sinh có khả năng là thi bất cứ cũng đợt nào cũng được. Thí sinh có thể là cái đối tượng dự thi khá là rộng, là gồm thí sinh đủ những cái điều kiện mà thi đánh giá năng lực, thi trung học phổ thông quốc gia, tất cả những thí sinh đó đều thi được. Một câu hỏi là không tự thi tại điểm đăng ký thì có tại điểm khác hay không? Thì câu trả lời là hiện giờ có 17 tỉnh thành phố, thí sinh muốn đăng ký thi ở chỗ nào cũng được. Ví dụ như thí sinh ở Hậu Giang mà thích đi ra Đà Nẵng du lịch đồng thời là đi thi thì đăng ký thi Đà Nẵng cũng không sao. Muốn đăng ký thi tại Kiên Giang cho gần thì đăng ký tại Kiên Giang. Muốn đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh để muốn tham quan Thành phố Hồ Chí Minh thì đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy hiện giờ khi mà đăng ký thì thí sinh đăng ký địa phương mà mình sẽ thi. Còn tại một địa phương mà có khả năng là có nhiều những cái địa điểm thi thì khi đó ban tổ chức chúng tôi sẽ phân bố. Đối với cả tại Kiên Giang thì rất là đơn giản, chỉ có một địa điểm thi, đó là trường Đại học Kiên Giang. Nếu mà thi tại Cần Thơ thì có khả năng là có những cái địa điểm thi khác. Nếu thi tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều địa điểm thi khác nữa. Như vậy thí sinh hiện giờ đăng ký thì chỉ cần đăng ký là địa phương nào mà mình muốn tham gia thi mà thôi. Như vậy Hậu Giang có thể đăng ký 17 chỗ khác nhau đều được, chọn một trong số các cái địa điểm đó là được. Dạ thầy ơi, theo cái câu hỏi này á thầy, thì là thầy này có hỏi đó là nếu như mà thí sinh không dự thi tại điểm đã đăng ký kỳ thi thì có thể thi tại điểm khác được hay không? Có nghĩa là mình đã đăng ký ở Kiên Giang nhưng mà khi đến ngày thi rồi thì không muốn thi tại Kiên Giang, còn có thể là chuyển thành một điểm thi khác được hay không? Câu trả lời là không thể. Dạ, đăng ký ở đâu thì nó có cái mã báo danh ở đó rồi, mình không thể đi thi ở chỗ khác được.
Một cái câu tiếp theo là thí sinh đạt bao nhiêu điểm thì sẽ đạt. Câu này tôi không trả lời được, tại vì nó phụ thuộc vào từng ngành một, từng trường một. Thì các thầy cô yêu cầu thí sinh của mình, học sinh của mình tham khảo những cái thông tin của cái ngành mà các em mà muốn vào. Có ngành là phải 900 điểm mới đậu, có ngành chỉ cần 600 điểm là đậu rồi. Nó phụ thuộc vào ngành và vào trường. Còn trong trường hợp mà mình chưa có câu hỏi thì các thầy cô có khả năng là đặt những câu hỏi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có hệ thống là hotline, rồi hệ thống email. Các thầy cô cứ trao đổi, chúng tôi sẽ trả lời. Còn bây giờ tôi xin phép là sẽ giới thiệu thêm chi tiết hơn một chút về cái bài thi đánh giá năng lực. Cái cấu trúc của nó như thế nào, cái định hướng của Đại học Quốc gia như thế nào, và học sinh nên chuẩn bị như thế nào để mà tham dự kỳ thi này nó có một cái hiệu quả tốt nhất. Và tôi xin chia sẻ cái màn hình. Được, như vậy thì bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cái định hướng của nó đó là đánh giá năng lực. Chính vì vậy mà bài thi sẽ cung cấp số liệu, cung cấp dữ kiện và hạn chế cái khả năng nhớ của thí sinh. Chúng tôi muốn đánh giá cái năng lực, chính vì vậy mà muốn thí sinh thể hiện năng lực chứ không phải là thể hiện cái khả năng nhớ. Khi mà các thầy cô cầm cái đề thi đánh giá năng lực, cái bài thi mẫu mà chúng tôi đã công bố lên tay, thì các thầy cô sẽ thấy rằng là nó hoàn toàn khác với những cái cách mà chúng ta đang tổ chức thi bây giờ đối với kỳ thi trung học phổ thông. Cái bài thi này rất là dày, tối thiểu nó là 16 trang nếu ta in ra, và những cái câu hỏi thì hầu như là dài và cung cấp nhiều dữ liệu, không có câu hỏi nào mang tính đánh đố. Thậm chí có một số thí sinh sau khi thi xong thì thấy rằng là nhận xét rằng là kỳ thi, bài thi này rất là dễ, thậm chí là không cần ôn luyện gì hết mà chỉ cần đọc tốt, tức là có khả năng đọc tốt, có khả năng tổng hợp tốt, có khả năng là suy luận nhất định nào đó, là ít nhất là làm được 50% số câu hỏi. Như vậy nó mang tính dễ chứ không phải khó, không đánh đố. Như vậy thì các thầy cô sẽ thấy rằng cái cách triển khai bài thi nó là như vậy. Cấu trúc 120 câu chia làm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ, rồi toán học, tư duy logic, phân tích số liệu, rồi giải quyết vấn đề. Tôi xin đi chi tiết vào từng cái phần này. Thứ nhất là phần 20 câu mà về sử dụng tiếng Việt đó, thì các thầy cô sẽ thấy rằng là hỏi rất là nhiều thứ, nhưng nói chung là hỏi về cách mình sử dụng và cách mình hiểu tiếng Việt ra làm sao. Một phần là về văn học, còn đa số là về là chính tả, ngữ pháp và hiểu nghĩa của câu. Các nội dung bao gồm từ văn học dân gian, văn học trung đại, hiện đại, đến từ và câu, đến học hiểu văn bản. Các thầy cô sẽ thấy đây là những cái cơ bản nhất mà một người Việt Nam cần phải biết, tức là nói, nghe, hiểu, viết đúng tiếng Việt. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiểu được về văn học Việt Nam, thơ ca, văn học hiện đại, văn học trung đại, hiểu những cái vấn đề mà nói bằng tiếng Việt. Một vài những cái minh họa các thầy cô có thể thấy, ví dụ như này, một số những câu hỏi về thể loại của cái văn bản, một số những câu hỏi về ý nghĩa của những cái từ, một số những cái văn hỏi hỏi về là ý nghĩa của những cái đoạn văn, những cái câu thơ, rất là bình thường. Thậm chí là học sinh không cần phải học đến lớp 12 cũng có khả năng làm được những cái câu hỏi như này. Đây là một số những cái thông tin các thầy cô sẽ thấy. Ví dụ đây là một số những câu hỏi mang tính chính tả thôi. Câu số 8 này, học sinh học lớp 5 là phải trả lời được rồi. Câu từ sau, cái nào mà viết không đúng chính tả. Như vậy các thầy cô sẽ thấy rằng là phần này khá là bình thường, khá là đơn giản, nhưng nó định hướng cho học sinh một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là phải hiểu và sử dụng đúng tiếng Việt. Nó định hướng cho các em trong cái quá trình mà học tập ở học trung học phổ thông. Và khi mà các thầy cô thấy các học sinh mà học trên đại học thì cái sử dụng đúng tiếng Việt cũng là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Đây là một số những cái mô tả thì cô thấy nó khá là bình thường.
và ôn luyện cho cái bài đánh tiếng Việt này thì theo tôi nghĩ rằng là rất là nhẹ nhàng, học sinh chỉ cần học tốt tiếng Việt ở trong trường phổ thông là tốt rồi. Đối với tiếng Anh thì phần này cũng rất là nhẹ nhàng, bởi vì theo yêu cầu thì học sinh trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông thì chỉ cần đạt trình độ là A2, tức là trình độ bắt đầu vào, vừa mới qua sơ cấp, bắt đầu vào trung cấp. Trong cái khung 6 bậc thì A2 là bậc số 2 trên 6 bậc. Do đó những cái độ khó của bài thi chúng tôi cũng thiết kế tương ứng với cả cái trình độ A2. Các cái loại câu hỏi thì khá là thông dụng, bởi vì những học sinh bây giờ tiếp cận với rất nhiều các loại thể loại thi tiếng Anh khác nhau, và thực ra các thể loại thi tiếng Anh nó đều có những cái kiểu hỏi rất là thông dụng, hỏi về ngữ pháp, hỏi về nhận diện lỗi sai, hỏi về đọc hiểu câu, hỏi về đọc hiểu cái đoạn văn bản. Đây là rất là cơ bản và cũng khá là dễ chứ không phải là khó. Đây là một vài cái ví dụ minh họa. Các thầy cô, nếu có thầy cô nào mà chuyên về tiếng Anh sẽ thấy rằng là rất là bình thường, rất là bình thường. Tuy nhiên nó cũng là một mức khoảng A2, thí sinh cũng cần phải lưu ý để chuẩn bị cái năng lực của mình cho nó phù hợp. Đến cái phần đặc thù, tôi phải nói là phần khá là đặc thù của cái bài thi đánh giá năng lực này, nó nằm ở cái nhóm này. Trong nhóm về toán tư duy logic và phân tích số liệu thì có một phần cũ và hai phần mới. Các thầy cô mà chuyên về toán, các thầy cô sẽ thấy rằng là những câu hỏi, 10 cái câu hỏi về toán khá là đơn giản, những cái kiến thức rất cơ bản về toán học, về khảo sát hàm số, về số phức, về tổ hợp, về phương trình vân vân. Những câu này khá là nhẹ nhàng, đa số học sinh đánh giá rằng là phần này dễ dàng lấy điểm. Hai cái phần mà lạ, mà ít có ở trong các cái chỉ thị, các cái chỉ thị khác, đó là phần tư duy logic và phân tích số liệu. Phần tư duy logic này không có dạy cụ thể ở môn học nào trong cả cái chương trình phổ thông, nhưng nó chính là cái mà mọi môn học đều mong muốn có được, đó là thí sinh phải lập luận logic. Có nhiều cái cách lập luận logic, phân loại ra thì có logic đơn, rồi có nhóm logic, nó thể hiện qua những câu hỏi mang tính suy luận, thì thầy cô sẽ thấy khá là đặc thù. Một cái nhóm nữa khá là mới nhưng mà không khó, và cái nhóm này là cái nhóm rất là phổ biến, mang tính ứng dụng cực kỳ cao, đó là phân tích số liệu. Trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên phải xử lý phân tích số liệu, nhìn một cái đồ thị, nhìn một cái bảng biểu, nhìn một cái đoạn văn bản mô tả về một cái sự kiện, cái hiện tượng nào đó, thì chúng ta cũng phải nhìn những con số và phân tích lại những con số. Như vậy học sinh sẽ được cung cấp các biểu đồ, các bảng số liệu và từ đó là rút ra được những thông tin mang tính tổng hợp, mang tính phân tích, mang tính là xác định xu hướng của những cái bảng số liệu đó. À, đây là một vài những ví dụ các thầy cô sẽ thấy. Giả sử đây là phần toán rất là cơ bản, những cái câu hỏi về toán rất là cơ bản. Rồi một số những câu hỏi mang tính logic các thầy cô sẽ thấy. Và đây là cái phần là xử lý số liệu. Sẽ cho một cái bảng số liệu về giá xe buýt, rồi sau đó thì học sinh phải nhìn cái bảng này, tổng hợp lại, phân tích ra, xác định xu hướng để trả lời những câu hỏi, cũng khá là bình thường. Thầy cô sẽ thấy nhìn vào những câu hỏi này rất là bình thường, và hoàn toàn học sinh có khả năng là có khả năng suy luận tốt thì sẽ làm được những cái bài này một cách dễ dàng. Nhưng mà những cái câu kiểu như thế này nó không mang tính đánh đố, mà nó đặt ra cái định hướng, nói với thí sinh rằng đây chính là cái mà các bạn cần để mà học tốt hơn và để mà làm việc tốt hơn. Cuối cùng là cái nhóm về câu hỏi giải quyết vấn đề, thì nó sẽ trải dài trên 5 cái lĩnh vực, 5 cái loại vấn đề về hóa học, về vật lý, về sinh học, về địa lý và về lịch sử. Thì trong nhóm này, các thầy cô nào mà dạy lịch sử và địa lý sẽ nhận thấy rằng là bài thi khá là dễ, hầu như mọi thứ mà thí sinh cần đã được cung cấp hết rồi. Thi địa lý được quyền đem atlas, và cái phần bài đọc thường rất là dài, trong đó cung cấp hầu như tất cả mọi thứ. Do đó phần lịch sử và địa lý thực ra là thí sinh không cần phải giỏi lịch sử và địa lý mới làm được, mà là chỉ cần
đọc hiểu tốt. Có nhiều thí sinh sau khi thi xong nói rằng là đây không phải là thi lịch sử địa lý mà là thi đọc hiểu. Thi đọc hiểu và dùng cái đọc hiểu đó đọc hiểu về kiến thức lịch sử địa lý chứ không bắt buộc phải nhớ. Giờ nó rất là thoải mái đối với thí sinh. Đối với cả ba cái phần thi về vật lý, hóa học và sinh học thì nó có những cái nội dung cơ bản. Và nhìn vào cái nội dung này các thầy cô sẽ thấy rằng là nó mở khá là rộng cả lớp, gần như là tất cả các chương trình của phổ thông, nhưng mà vẫn tập trung nhiều vào cái những cái kiến thức của lớp 12 nhiều hơn là của những cái lớp khác. Nhưng cái quan trọng là không hỏi kiến thức, chính vì vậy và những cái câu hỏi đều được cung cấp những cái kiến thức đấy hết. Ví dụ như các thầy cô có thể xem đây là một vài cái câu hỏi về hóa học, về vật lý. Đây là một vài câu hỏi về địa lý hoặc lịch sử. Và đặc biệt là những cái phần mà cung cấp số liệu rất là dài. Thậm chí đây là một cái phần của câu hỏi sinh học, cung cấp hẳn một cái đoạn đầy đủ những thông tin. Và dựa vào những thông tin này thì sinh sẽ suy luận ra để trả lời những câu hỏi phía dưới. Như vậy, đối với cái bài thi, các thầy cô sẽ thấy cách tiếp cận rất là nhẹ nhàng. Và nó thể hiện cái quan điểm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong cái đánh giá năng lực này. Quan điểm của chúng tôi là thí sinh không cần luyện thi, không cần luyện thi, mà chỉ cần là tiếp cận một cách toàn diện và học tốt ở trung học phổ thông là đủ để mà đánh giá là thi tốt rồi. Và kết quả thi của những năm vừa rồi cũng nhận thấy rất là rõ cái điều đó. Nếu có thầy cô hỏi học sinh của mình, những em mà đã từng thi cái kỳ thi này, em sẽ cho những cái cảm giác, cái cảm nhận rất là phù hợp. Và những cái em mà đạt điểm cao nhất của những kỳ thi này thường không phải là những em ở trong những trường chuyên lớp chọn, mà thường là những em có cách học tập rất là thoải mái nhưng mà khoa học và rất là logic. Do đó, với vai trò là giáo viên ở trong trường, thì khi mà các em hỏi về kỳ thi này, các thầy cô nên trao đổi các em cái triết lý của cái bài thi này. Nó là nhẹ nhàng, nó cổ suý cho việc học chứ không cổ suý cho việc thi. Do đó các em cứ tiếp cận việc học một cách nhẹ nhàng, học đúng, học rộng, học toàn diện. Cái quan trọng là hiểu, là logic, là phân tích, là tổng hợp, phải có những kiến thức cơ bản vững. Để mà chuẩn bị cho thí sinh, để thí sinh mà chuẩn bị cho kỳ thi này thì cần phải có một cái quá trình chuẩn bị rất là dài lâu. Tức là trong cái quá trình học trung học phổ thông mà cứ học đều, học tốt thì đi thi cái bài thi này sẽ đạt yêu cầu. Ngoài ra cũng có một cái lưu ý nho nhỏ, những cái mà chuẩn bị ngắn hạn, đó là chuẩn bị đến kỳ thi thì phải có sức khỏe tốt, rồi phải chuẩn bị để mà đến phòng thi đúng thời gian để tránh cái việc là mình bị hồi hộp lo âu khi mà bị kẹt xe, khi mà bị thiếu giấy tờ vân vân, thì cần phải chuẩn bị những cái kỳ thi cho nó phù hợp. Và một cái kỹ thuật nữa thì chắc chắn là các em cũng đã quen lắm rồi, đó là cần phải có kỹ thuật làm bài để tối ưu hóa, tối đa hóa những cái kết quả thi của mình. Với những cái bài thi dạng mà cung cấp rất là nhiều câu hỏi như thế này thì cái kỹ năng đọc là cực kỳ quan trọng. Một lượng số liệu rất là lớn, những khi thí sinh nào mà có năng lực, cái kỹ năng đọc tốt thì chắc chắn là sẽ có ưu thế hơn những thí sinh khác. Nếu mà một lượng kiến thức cực kỳ lớn mà đọc kỹ ngay từ đầu từng phần một thì có khả năng là chúng ta làm không kịp tốc độ. Chính vì vậy thường là phải đọc nhanh để biết xem chỗ nào mình có khả năng xử lý, chỗ nào dành nhiều thời gian, chỗ nào dành ít thời gian. Sau đó mới đọc kỹ những phần quan trọng. Đây là cái kỹ năng sống còn của những cái người học. Nên học đại học thì các thầy cô sẽ thấy rằng là cái kỹ năng đọc nó quyết định đến cái sự thành công rất là lớn. Sau đó là những cái kỹ năng cơ bản về làm bài thi trắc nghiệm. Chuyện này thì chắc chắn là thí sinh cũng đã rất là hiểu rồi, nhưng các thầy cô nhắc lại cho các em để các em có khả năng sử dụng tốt. Câu dễ làm trước, câu xó làm sau. Và cái cuối cùng là đừng bao giờ bỏ trắng. Bởi vì trắc nghiệm nếu mà chọn ngẫu nhiên cũng có khả năng đúng được là 25%. Như vậy các em mà suy luận thêm một chút để dùng những cái yếu tố ngoại trừ thì đối với một số câu hỏi đôi khi chúng ta không biết câu trả lời nhưng có khả năng đoán được những cái câu trả lời phù hợp nhất.
Vậy đây cũng là một kỹ năng để mà chúng ta tăng tối đa cái kết quả thi của mình. Về luyện thi thì như tôi đã nói, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương rất rõ ràng không luyện thi. Đại học Quốc gia không tổ chức luyện thi. Các tổ chức cá nhân quảng cáo thực hiện các luyện thi là không chính xác. Do đó các thầy cô cũng trao đổi với thí sinh, học sinh của mình là như vậy. Các em chỉ cần vào trang web chính thức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của các cơ quan thông tấn truyền thông mà có uy tín là sẽ có những cái thông tin về kỳ thi này. Và những thông tin về bài thi thì sẽ có bài thi minh họa cũng như là cái cấu trúc của đề thi. Cái đấy là cái thông tin duy nhất về cái bài thi mà thí sinh cũng như là thầy cô giáo có thể có. Và những cái còn lại là của những người khác, người ta tự thiết kế ra với mục đích gì thì các thầy cô cũng thấy có một số tổ chức cá nhân là họ mang tính rất là tự nguyện và mang tính hướng dẫn. Đặc biệt gần đây tôi thấy có một loạt những cái YouTuber là các học sinh mà đã từng thi và họ nên họ nói cũng rất là hay, thì họ nhiều khi nó sẽ giúp cho thí sinh của mình hiểu hơn. Ngoài ra cũng có một số tổ chức người ta lợi dụng người ta để kiếm lợi thì có những cái kiếm lợi chính đáng, tức là người ta dựa vào cái cấu trúc của đề thi của Đại học Quốc gia thì người ta tự xây dựng ra, rồi sau đó là thí sinh mà luyện thi, cái đấy cũng là một cái giúp cho thí sinh quen với kỳ thi. Một số những cái tổ chức mà kiếm lợi mà không chính đáng, tức là người ta mạo danh Đại học Quốc gia rồi thu tiền các loại, nhưng mà thí sinh cần phải tỉnh táo. Bây giờ trên thông tin trên mạng là một rừng thông tin, cần phải tỉnh táo để lựa chọn. Nhưng mà quan điểm của chúng tôi thì vẫn khuyên các bạn là không cần thực hiện những luyện thi đó, mà cứ học tốt trong trường phổ thông, tự ôn luyện là đạt yêu cầu rồi. Học sinh nên chủ động tự luyện tập và có các quá trình chuẩn bị lâu dài và nên học đều. Các thầy cô thấy kỳ thi này là muốn thí sinh học thật là đều và phải rèn luyện những cái năng lực cơ bản, đọc hiểu, tổng hợp, suy luận, phân tích. Đây là điều mà chúng tôi muốn hướng đến và chắc chắn chúng tôi hiểu rằng các thầy cô ở trường phổ thông mình muốn hướng đến cái chuyện này. Mình không bao giờ muốn rằng thí sinh của mình chỉ cứ đi lo học để mà luyện thi rồi đạt kết quả cao xong rồi không hiểu gì hết. Đấy là cái chúng tôi mong muốn. Vậy cũng mong là các thầy cô truyền đạt những cái thông tin, những cái quan điểm của cái kỳ thi đánh giá năng lực này tới thí sinh và từ đó giúp cho thí sinh mình hiểu. Không phải là chỉ những thí sinh của lớp 12 năm nay mà những thí sinh của lớp 10, lớp 11, nếu các em hiểu được những vấn đề này thì nó sẽ định hướng rất là tốt cho các em để chuẩn bị, có cái quá trình chuẩn bị tốt hơn. Vâng, thì đó là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ và cũng rất là mong là các thầy cô dùng những thông tin này để mà giúp cho học sinh của mình hiểu và tham gia cái kỳ thi này và sử dụng cái kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia một cách hiệu quả. Rất là cảm ơn các thầy cô. Vâng, như vậy sau đây là sẽ là phần cùng trao đổi. Tôi có nhìn thấy có một số những cái tôi có nhìn thấy một số những cái câu hỏi, ví dụ như là câu hỏi về thi có bị khống chế điểm thành phần không. Câu trả lời là không, điểm thi cuối cùng nó chỉ ra một con điểm, như vậy mỗi một thí sinh sẽ có một cái điểm, điểm tối đa là 1.200 điểm thì thí sinh sẽ nhận được một cái điểm đó. Mình sẽ không cung cấp điểm thành phần mà các trường đại học cao đẳng cũng dùng một cái điểm đó để mà xét tuyển. Cái thứ hai là câu hỏi có thể hiện rõ mức độ câu hỏi hay không. Câu trả lời là không. Câu hỏi độ khó, độ phân biệt thì sau khi mà chúng tôi chấm thi thì chúng tôi mới biết và chúng tôi cũng không công bố những phần đó. Thí sinh sẽ nhìn thấy 120 câu hỏi và không biết câu nào là khó, câu nào là dễ. Khó hay dễ là phụ thuộc vào thí sinh tự cảm nhận thôi. Một câu nữa là cung cấp các tính điểm xét tuyển. Câu trả lời là tôi không thể nào mà cung cấp cách tính điểm xét tuyển của tất cả các trường được. Nhưng mà đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì các thầy cô lưu ý là với phương thức đánh giá năng lực này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tính điểm mà xét tuyển như sau. Thứ nhất là điểm kết quả thi của thí sinh. Thứ hai là điểm ưu tiên. Các thầy cô lưu ý ha. Vẫn có ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cái điểm ưu tiên sẽ được quy đổi từ cái thang 30 theo cái bài thi điểm 10, 3 điểm 10 của
của Bộ Giáo dục Đào tạo quy ra cái thang 1.200, và những cái quy định cụ thể này thì Đại học Quốc gia đều công bố. Như vậy thí sinh mà thuộc cái nhóm ưu tiên, đối tượng và khu vực ưu tiên thì sẽ được tổng điểm phù hợp. Và các thí sinh lưu ý là khi mà tính điểm ưu tiên thì chúng tôi dựa vào thông tin mà thí sinh cung cấp, nhưng sau đó thì chúng tôi sẽ hậu kiểm khi mà thí sinh nhập học. Do đó thí sinh phải có trách nhiệm là cung cấp đúng thông tin về điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên về đối tượng. Trong trường hợp mà thí sinh cung cấp sai mà trúng tuyển nhờ cái điểm ưu tiên thì có khả năng dẫn đến những trường hợp rất là buồn, là đến khi nhập học thì lại không được trúng tuyển, mà lúc đó thì những cơ hội để nhập học vào những cái đơn vị khác lại bị mất đi rồi. Đã có những trường hợp xảy ra, không phải chỉ Đại học Quốc gia mà rất là nhiều trường. Do đó các thầy cô tư vấn với thí sinh là khi khai báo về ưu tiên phải thật là chính xác, còn nếu không thì sai sót có khả năng mình sẽ nhận cái hậu quả nó không vui. Có một số thầy cô yêu cầu tôi là nhờ hướng dẫn tải đề minh họa. Vâng, để tôi hướng dẫn luôn trên màn hình nhé, để xem màn hình. Giả sử chúng ta đang trong internet, chúng ta vào thi năng lực. Đó, các thầy cô sẽ thấy có một cái trang web là thi năng lực Đại học Quốc gia. Đây là cái trang web, mọi thông tin nó sẽ cung cấp ở đây. Nếu mà thí sinh mà muốn hiểu về cách mà đăng ký thì click vào cái phần hướng dẫn đăng ký, nó sẽ xuất hiện ra cái file, và trong đây mô tả rất là chi tiết là cần đăng ký ra làm sao, cần cung cấp những cái thông tin gì, thực hiện việc đóng lệ phí như ra thế nào. Đó, thì đây là cái trang web. Đây là các thầy cô nên khuyến khích là thí sinh mình đọc thật là kỹ để mà mình thực hiện đăng ký cho nó chính xác. Mọi thông tin mà nếu làm theo đúng những yêu cầu này thì sẽ bảo đảm là đăng ký được. Thứ hai là về thông tin về kỳ thi, các thầy cô sẽ click vào cái phần thông tin về kỳ thi. Lúc này nó sẽ vào trang web của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo. Các thầy cô sẽ thấy rằng là nó có một loạt những cái thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực. Ví dụ như là click vào đây thì sẽ thấy rằng là kỳ thi này nó như thế nào, cấu trúc bài thi nó ra làm sao. Click vào đây thì có thể bốc thời gian. Ở đây là các tài liệu hướng dẫn. Rồi đây là cái khung mà đề thi minh họa. Các thầy cô click vào đây thì sẽ có xuất hiện ra cái đề thi. Và cái đề thi này các thầy cô tải xuống hoàn toàn là dễ dàng. Ngoài ra có những cái câu hỏi thông thường về cái kỳ thi này mà nhiều thí sinh đã gặp phải và đã hỏi. Chúng tôi tổng hợp những cái câu hỏi này để thuận lợi cho thí sinh, để tránh trường hợp là thí sinh đăng ký không có phù hợp. Rồi các đơn vị mà sử dụng cái kỳ thi này, đây là danh sách. Các thầy cô sẽ thấy hiện giờ đang có là 10 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia sử dụng kỳ thi này. Rồi 68 trường đại học là chúng tôi sắp xếp cái danh sách, các thầy cô sẽ thấy. Và 5 cái trường cao đẳng. Đây là danh sách các trường sử dụng kết quả này. Ngoài danh sách này thì thậm chí có một số trường là chủ động dùng mà không báo cáo với chúng tôi. Như các thầy cô có thể thấy số trường vừa sử dụng này nó có khả năng là cao hơn là con số mà chúng tôi mô tả ở đây. Một cái lưu ý nữa là các cái trường mà sử dụng cái hệ thống đăng ký xét tuyển. Đây là cái trường mà sử dụng, tức là thí sinh mà vào cái hệ thống đăng ký xét tuyển này thì có khả năng đăng ký nguyện vọng vào tất cả những trường này. Thầy cô sẽ thấy hiện giờ có 10 đơn vị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và đến bây giờ là 43 trường đại học và 3 trường cao đẳng. Thì vào cùng một cái hệ thống thi năng lực Đại học Quốc gia này thì đăng ký xét tuyển cho tất cả các đơn vị này. Và nguyên tắc là số nguyện vọng là không giới hạn. Như vậy các thầy cô, thí sinh có khả năng là đăng ký 10 nguyện vọng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 5 nguyện vọng tại trường Đại học Kiên Giang, 6 nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thoải mái. Cho đến bây giờ thì đa số thí sinh đăng ký có khoảng 5 nguyện vọng, nhưng mà cá biệt chúng tôi đã nhận được là khoảng thí sinh đăng ký 30 nguyện vọng. Thì chúng tôi không khuyên là thí sinh phải đăng ký nhiều, nhưng mà nên đăng ký làm sao để đảm bảo rằng là nó chia làm 3 nhóm, tức là nhóm mà thị trường mình ngành mình cực kỳ thích, nhóm mình có đủ khả năng, và một nhóm gọi là nhóm an toàn,
để đảm bảo rằng là mình có khả năng đậu được. Thì đó là những cái thông tin, tất cả mọi thứ nó nằm trong cái trang web này. Thầy cô sẽ thấy rằng là mọi thứ nó đều đầy đủ trong đây, và mọi thông tin về giấy báo dự thi rồi điểm thi sẽ được tải lên đây cho thí sinh. Thí sinh sẽ dùng cái tài khoản của mình để theo dõi tất cả mọi cái thông tin. Và như vậy chắc là cũng rõ rồi phải không thầy cô ạ? Dạ. Và trong trường hợp mà các thầy cô phát sinh ra thêm những cái thông tin cần làm rõ thì các thầy cô cứ email hoặc là gọi hotline, chúng tôi sẵn sàng là cung cấp thông tin. Và sau cái buổi này thì chúng tôi sẽ tổng hợp những cái tài liệu và nhờ chỗ ban tổ chức, chỗ cô Diễm sẽ gửi cho quý thầy cô. Rất là cảm ơn quý thầy cô. Dạ, cảm ơn chỗ này tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính ạ. Thì qua phần trao đổi của thầy Chính từ sáng đến giờ thì đến giờ này thì không biết là thầy cô có cần trao đổi thêm một số thông tin gì không ạ? Nếu như hiện tại thì các thầy cô chưa có thêm thông tin chia sẻ gì, thì nếu như sau cái buổi tập huấn hôm nay và cho đến cái kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra, thì trong quá trình các thầy cô triển khai cho đến học sinh của chúng ta, thì nếu như có cái vấn đề gì thắc mắc thì giống như thầy Chính mới hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta có thể trao đổi offline trong đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và có thể là chúng ta có một cái group Zalo đăng ký cái tập huấn, thì các thầy cô cũng có thể gửi tất cả những thông tin qua cái group đó, và chúng tôi sẽ chuyển và trực tiếp trả lời đến các thầy cô những thông tin mà các thầy cô đang còn thắc mắc ạ. Và tiếp theo thì xin đại diện trường Đại học Kiên Giang và đại diện ban tổ chức cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì rất là chân thành cảm ơn cái sự chia sẻ của thầy tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, cũng khá là đầy đủ và chi tiết, và cũng đã truyền đạt được hết những cái thông tin mà tất cả cái nội dung về đánh giá năng lực mà ở đây chúng tôi mong muốn. Một lần nữa xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ, và chúc thầy luôn là sức khỏe và cố gắng đồng hành cùng với trường Đại học Kiên Giang trong cái đợt thi này và những cái lần hợp tác tiếp theo ạ. Và lời tiếp theo nữa thì cũng là xin chân thành cảm ơn đại diện của Sở Giáo dục, lãnh đạo Sở Giáo dục Hậu Giang, và đặc biệt là ban giám đốc, và đặc biệt là hai cái phòng chức năng đã phối hợp với trường Đại học Kiên Giang, đó là phòng Trung học Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, nhà phòng Quản lý Chất lượng Cơ sở Vật chất, và đặc biệt là chân thành cảm ơn sự hợp tác chủ động của thầy Trần Hiền Hòa, trưởng phòng và Trung học Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên ạ. Chân thành cảm ơn thầy rất nhiều, và cũng nhờ cái sự hợp tác kết nối và đồng lòng triển khai từ chỗ thầy Trần Hiền Hòa thì là chúng ta đã có được cái buổi tập huấn rất là thú vị và thành công tốt đẹp ngày hôm nay ạ. Lần nữa xin đại diện trường Đại học Kiên Giang và ban tổ chức là cảm ơn Sở Giáo dục Hậu Giang rất là nhiều ạ. Và tiếp theo nữa thì cũng rất là chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ban giám hiệu, quý thầy cô lãnh đạo các tổ chuyên môn, đồng là giáo viên của tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ạ. Với cái lần kết nối đầu tiên này thì với vai trò đại diện của trường Đại học Kiên Giang thì cũng rất là mong muốn trong những cái lần tiếp theo thì được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả quý lãnh đạo của tỉnh lân cận, tỉnh bạn, tỉnh Hậu Giang ạ. Mong sự hợp tác của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, nhằm chia sẻ tất cả những thông tin giúp cho ngành và giúp cho học sinh, phụ huynh chúng ta mỗi ngày có thêm thông tin về vấn đề giáo dục đào tạo mỗi ngày mọi tốt hơn ạ. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo cái chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhân Thành, phó hiệu trưởng nhà trường, có đôi lời phát biểu để chúng ta kết thúc buổi tập huấn này ạ. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Diễm. Kính thưa thầy tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, kính thưa quý thầy cô, đại diện cho lãnh đạo Sở Dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, quý thầy cô là lãnh đạo ban hiệu, giáo viên trường các trường học phổ thông trên tỉnh Hậu Giang,
Thì như vậy thì sau gần 2 tiếng chúng ta đã có buổi tập huấn, đến thời điểm này thì các nội dung thì cơ bản cũng đã truyền tải được đến tất cả quý thầy cô về cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với cái phần báo cáo của tiến sĩ Quốc Chính. Thì chúng tôi thấy rằng nó cũng đã đáp ứng được cái những cái thông tin để cho quý thầy cô có cái thêm nhiều thông tin về kỳ thi này, và cũng như trong thời gian tới nếu mà có những vấn đề gì cần còn cái tiếp tục có thắc mắc hay là cần thông tin thêm thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và vui mừng tiếp nhận những cái thông tin của quý thầy cô để chuyển đến phối hợp cùng với chỗ thầy Vũ Quốc Chính để có những cái thông tin nhiều hơn nữa, cụ thể hơn nữa, để làm sao để cho cái kỳ thi này được đến với các em học sinh, cũng như là để tạo cho các em một cái cơ hội để các em có cái sự lựa chọn trong cái việc mà các em tham dự những cái đợt xét tuyển đại học cao đẳng trong cái đợt năm 2022. Và chúng tôi cũng sẽ sau buổi tập huấn này cũng sẽ chuyển đến các tài liệu như thầy Chính đã nói, thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý thầy cô thông qua Sở Dục Thầy Hòa, thì cũng rất mong sẽ là cái cầu nối để chuyển đến các quý thầy cô để có nghiên cứu sâu hơn và cũng như là có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trong thời gian tới nếu chúng ta cần thiết. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn được cái cơ hội sẽ được đồng hành với lại Sở Dục Đào tạo Hậu Giang, cũng như là sự ủng hộ rất mong muốn được sự quan tâm của quý thầy cô các trường trung học phổ thông trong việc truyền tải thông tin đến các em học sinh. Và trường Đại học Giang rất là vui mừng khi được đón tiếp các em đến nếu các em có sự lựa chọn trường Đại học Giang để tham dự kỳ thi này, cũng như đón rất là mong muốn được đón tiếp quý thầy cô đến từ các trường trung học phổ thông từ Sở Dục Hậu Giang trong cái cũng thông qua cái kỳ thi này cũng có dịp đến trường Đại học Giang để chúng ta có dịp gặp gỡ trao đổi nhiều hơn, và chúng ta có dịp chơi giao lưu để chúng ta có cái sự mối quan hệ nó gắn kết nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chính ba có duyên trong chính trong buổi hôm nay đã có cái chia sẻ hết sức là sâu sắc cũng như là những cái thông tin hết sức là cơ bản đến quý thầy cô. Xin cảm ơn lãnh đạo Sở Dục tỉnh Hậu Giang đã có cái sự kết nối và tạo điều kiện rất là tích cực để chúng tôi có được cái cơ hội cùng với Đại học Quốc gia để tổ chức buổi tập huấn này. Và cũng xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trong tỉnh Hậu Giang rất là quan tâm, và sáng nay thì số lượng tham gia rất là đông. Điều này thì chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Tôi thấy rằng cái buổi tập huấn này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý thầy cô các trường phổ thông, và mong rằng thời gian tới đây là kỳ thi sẽ thành công, và sẽ trên tinh thần là chúng ta sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các em học sinh, đặc biệt là những các em học sinh đang học ở lớp 12. Và cuối lời thì xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý thầy cô, đến thầy tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính và các anh chị em trong ban tổ chức sáng nay cũng đã phục vụ rất là tốt trong cái buổi tập huấn này. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe và có nhiều thành công trong cái thời gian trong năm 2022 này. Dạ, xin chân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành, phó hiệu trưởng nhà trường ạ. Chắc là giờ này ban tổ chức cũng mong muốn là có đôi lời của thầy Hiền Hòa từ Sở Dục Hậu Giang ạ. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa thầy tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, thầy Nguyễn Văn Thành là phó hiệu trưởng của trường Đại học Kiên Giang, cùng cô đây chị Kiều Diễm, thì xin thay mặt cho hai phòng chức năng của Sở Dục và Đào tạo là phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên cũng như phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất, vô cùng cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Chính đã dành cái thời gian quý báu của mình để truyền đạt những cái nội dung liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân cũng sẽ truyền tải lại những cái nội dung này cho ban giám đốc sở, cũng như là những cái lời cảm ơn, lời chúc mừng của trường Đại học Kiên Giang dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, cho ban giám đốc của Sở Dục và Đào tạo. Đây là cái buổi đầu tiên mà cái sự hợp tác cũng rất là nhanh chóng thôi, trong vòng mấy ngày trường Đại học Kiên Giang qua làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, và chúng ta có một cái buổi tập huấn như thế này thì bước đầu thấy rất là thành công.
trong cái thành phần tham dự thì bản thân sở cũng xin thông tin thêm, cũng xin lỗi các quý thầy cô là lãnh đạo cũng như là giáo viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thấy có anh Lê Văn Mai, rất là nhiều quý thầy cô của các trung tâm tham dự nữa, thì cũng xin cảm ơn quý thầy cô của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, cũng như là bổ sung thêm là có rất là nhiều quý thầy cô của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã tham dự. Xin kính chúc thầy Nguyễn Quốc Chính nhiều sức khỏe, trường Đại học Kiên Giang càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Rất là cảm ơn thầy cô, và mong rằng là chúng ta sẽ có tiếp tục phối hợp với nhau tốt hơn ạ. Dạ. Dạ, một lần nữa thì qua cái lời cảm ơn và sự thông tin thêm chỗ thầy Hòa, thì trường Đại học Kiên Giang cũng là ghi nhận sự hiện diện của các thầy cô là lãnh đạo của tất cả các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ạ. Và chân thành rất là cảm ơn các thầy cô và cái đơn vị các thầy cô cũng là một cái đơn vị góp phần cũng rất lớn để mà cho tất cả các học sinh của trung tâm mình tham gia vào cái kỳ thi đánh giá năng lực này ạ. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại ạ. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người ạ. Vâng, xin chào. Và chúc mừng tất cả các thầy cô ạ. Dạ, em lại biết thầy con được tiếp gặp Kiên Giang sớm nè. Kiên Giang rất mong có cơ hội được gặp tiếp với thầy cô tại Đại học Kiên Giang à. Dạ. À, xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, tạm biệt cô Diễm. Dạ, tạm biệt thầy Hòa. Cảm ơn thầy Hòa rất nhiều ạ. Dạ. À, thầy Khanh mới xuất hiện với thầy cô ơi. Ô, thầy Tuấn Khanh. Thầy ơi, mở mắt thầy ơi, mở mắt thầy ơi. Rồi, xin chào quý thầy cô, chào thầy Hòa. Cũng sáng nay có mấy cái đoạn mắt đến, thành ra không có tham gia. Cảm ơn thầy Hòa với quý thầy cô ở trường Hậu Giang rất nhiều. Dạ, yeah. Quý thầy cô ơi, thầy Tuấn Khanh là hiệu trưởng của trường Đại học Kiên Giang đúng quý thầy cô. Có những năm sạch dạ, quý thầy cô. Dạ. Xin chào. Các thầy cô cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rất là thân thiện của hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang ạ. Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang được là đạt ngôi giải ngôi đó là hoa hậu rất là thân thiện của nhà trường đó ạ. Nhân viên cô ơi. Thì Khanh ơi, gặp thầy sớm thầy Khanh ơi. Rồi, cảm ơn thầy Hoàng rất nhiều, cảm ơn quý thầy cô. Mong quý thầy cô lên trường Đại học Kiên Giang, chúng ta gặp nhau. Xin kính chào. Dạ.